Wi-Fi 6 này ngon. Thử tải video 4K nữa này. Đây. Wi-Fi nhanh là tải nhanh đó. Thường tải này chậm lắm. Tải quá chậm. Để tải hơn cái này. Dài dài nặng nặng. Nhanh chứ. Cái kia tụ cây sợi và hăng kè có xin hay có hăng kè là của tia cho chị mình làm thế không có thể chặt cân đá à không nằm đúng gì cái cảm biến nhịp quá tải là nó sẽ rớt tình dây mò lôi nó lên mà bích tự đâu nằm nó hất nó bích tự không có nhớ tới chừa lỗ. Cái này wifi không nóng nhiều vì mấy con này cảm biến nhiệt quá nhiệt là nó sẽ rớt wifi. Con này chắc cắm nó đẩy vào trong kia đeo trong đi không chắc cắm cái mà ngoài đeo trong này nhiều phòng không thì hai phòng hai phòng phòng này phòng đeo này đặt đâu mà để nó đẩy vào được đây đây có điện thường nó vị trí bình thản đấy vị trí bình này là một phòng nè còn bên đây hai phòng anh chẳng mấy cái vậy một cái thôi hay là hai cái nữa một cái hả thì gắn là ở tủ nó phòng này với cái phòng này nó tốt nên phía ngoài ấy, nó đầy thêm màn hơn nó thu sóng nó còn nối còn nó phòng là nó giống điện thoại mình thu về đó nó không màn đâu ví dụ mình đặt cái góc nào nó đầy vô nó thấy đường thẳng là nó màn đường thẳng là nó sẽ màn hơn à nó chuyển tiếp luôn dạng như là là cầu nối ấy. nó chuyển từ bên đây Nó qua đây đẩy vào ấy, nó không bị vật cản. Dù cái này nó nằm đó nó bị vật cản. Cái phòng tường nó cản vừa lại thì mấy đường thẳng này này, cái cổng nó thu xong nó đẩy. Còn đá phòng là giống cái điện thoại mình bắt trực tiếp á. Thay điện thoại mình bắt trực tiếp bằng màn á. Còn cái này là nó mét là gọi dạng cầu nối, ví dụ cầu thang gì đó nó mét góc cách mét mét nó dính chắc á. Ví dụ đặc điểm đấy thì nó khác góc nó đường thẳng nó ok này. Mình đưa gần đây thì để thì nó xấu thôi. Ví dụ chỗ nào yếu thì mình thay hơn đặt thôi. Đấy lắc rồi. Chạy đâu? Đây thì nó trong cái là mình mà đây nó mình hai căn người mình luôn ba căn nữa căn này nó đầy hết mình có nhiều cũng trần trong phòng nó khá thì mình nhưng nó thu yếu là cũng nó cũng gọi là yếu ấy. Gọi là nó đầy thằng là nó không yếu. Ya bu, aman ya.
1,6. Sao cục mít giờ nó mỏng ha. Đợt trước nó à lần mới không? Mới nhất rồi hả? Là nó mới ra đi, nó cùng cái loại bốn râu nữa. À. Cái loại bốn râu cùng mình, loại bốn râu là ZT còn loại FPT là rất. À. Hôm trước nhớ cục nó kiểu nó vuông vuông, kiểu nó vuông vuông á, đạt chết lắm á. Dạ, vuông tròn, nói chung FPT nó đủ loại luôn. À. Nhưng mấy cái loại ZT thì nó xịn đó. À. Hai râu bốn râu nó xịn đó. À. Nó sẽ mạnh. Nhưng vì sao mà? Được sống. À. Đang test, đang còn test lại cho nó không? Cái tủ này sẽ đi cho nó tặng nhiệt cho nó nóng nó rất quá phải. Vì mấy cục Wi-Fi 6 này cấu hình nó nặng á. Tại tặng nhiệt thì tốt. Nó là mở tủ thôi. Không mở tủ nữa. Tên này là Toán. Nó giờ là cái nó khí nó bún gì. Nó rất là tính. Tại vì vừa nó hấp đi vậy rồi. Ừ, tại nó hấp đi vậy mà chứ đâu kéo dây được đâu. Cô hình nó nặng quá, cô hình nó lâu. Thì con kia là nó cắm nó lên điện, con này cắm phải 3 đến 5 phút nó mới lên điện. Ừ. Rồi sau nó nặng, nó nhiệt, nhiệt điện của nó rồi. Ở đây khoảng 3 tỷ, 8, 3 tỷ 9 có không? Này họ. Này họ đây rồi. Bữa quên hỏi. Nhắm nhắm nó khoảng đó. Bữa. 4 tỷ 2 á. Ừ. Full luôn không? Không, em không cần full nội thất, em chỉ cần nhà trống. Ừ, trống á, ý là thế đồ luôn các kiểu á, full thế đồ các kiểu á. Đầy đủ luôn á, chứ không phải là full nội thất. Ờ. Không. Alo. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau, nhớ like đăng ký hệ tiệm ủng hộ Chí Thị Tiền Dừa và Sự Tiên. Bye bye.